Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ bằng cách xử lý cái lỗi main, có lỗi communication error. Thì hôm nay mình đang interview và xử lý fix lỗi cho một bạn cùng xem qua kênh YouTube của mình nha. Đó, thì cái tình trạng khi mở file và nhấn lên in á, thì nó xảy ra cái hiện tượng báo lỗi cache nha các bạn. Đó. Thường khi bạn nhấn lên in á, thì là nó sẽ nhận lại và nó sẽ in ra những bản in. Còn trường hợp này khi nhấn lên in là nó sẽ báo lỗi cáp nha. Đó, khi in á là nó sẽ báo nè, communication error. Thì ở những video trước á, mình cũng đã hướng dẫn bằng cách fix lỗi trên những cái máy in Canon 29, Canon LBB 3000, rồi Canon 3003. Đó, thì hôm nay mình sẽ khắc phục và fix lỗi cho cái dòng máy in Canon LBB 6000 nha các bạn. Đó, thì đầu tiên á, để khắc phục lỗi này á, các bạn sẽ vào cái thanh tìm kiếm nè, và sẽ gọi Control Panel nè. Rồi các bạn sẽ vào Device Register. Rồi, các bạn sẽ chọn View More Device. Đây mình sẽ phóng to ra nha. Rồi, các bạn sẽ chọn More Device and Printer Setting. Đó, thì cái hiện tượng này nó đang báo lỗi cáp nha bạn. Đó, các bạn sẽ chọn List File chuột nè, và chọn Select Shot. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ tích vào cái dòng Canon nè, LBB 6000 nè, các bạn click phải chuột và chọn Remove Device, chọn Yes. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ gõ lệnh Start Run. Đó, hoặc là các bạn bấm vào cái thanh tìm kiếm, các bạn gõ Run nè. Đó, chọn Run nè. Rồi các bạn sẽ gõ cho mình Re-Edit. Đó, nó hiện thông báo thì bạn sẽ chọn Yes. Rồi, khi vào được cái Re-Edit thì các bạn sẽ chú ý, các bạn sẽ chọn một cái dòng HK Local Matchy. Đó, các bạn sẽ tích mũi tên nè. Rồi, các bạn sẽ chọn Current Control Set. Rồi, tích vào cái dòng Control. Rồi, các bạn sẽ kéo thanh trượt xuống nè. Đó, các bạn sẽ chọn một cái dòng Register. Đây, mình sẽ kéo mũi tên ra. Đó, các bạn sẽ list phải chuột vào cái dòng Canon LBB 6000 nè. List phải chuột nha. Chọn Delete. Yes. Rồi, các bạn sẽ tích vào cái dòng Monitor. Rồi, ở cái dòng USB Public nè. Đó, các bạn sẽ list phải chuột nè. Các bạn Delete. Chọn Yes. Rồi, ở cái dòng monitor, USB monitor ở cái dòng sport. Đó. Rồi các bạn cũng delete. Rồi, tiếp theo, các bạn sẽ tải cái toolfit đi về nha. Đó, thì toolfit này ở đâu? Thì các bạn sẽ mở web lên. Đó, các bạn sẽ gõ trên thanh tìm kiếm của YouTube, các bạn sẽ gõ cho mình làm vi tính nha. Đó, các bạn tốt nhất các bạn sẽ nên đăng ký nè. Thì cái video mình fix lỗi 29 đầu tiên nó sẽ nằm ở vị trí đầu tiên luôn. Còn bạn nào chưa đăng ký thì nó chưa có cái fix lỗi Canon 29. Đó, các bạn sẽ vào cái phần tìm kiếm nè. Tại vì video mình đăng cũng khá lâu rồi, cho nên là các bạn phải tìm nha. Đó, ở đây mình fix lỗi
Canon 29 nè, các bạn sẽ tải cái link driver về. Đó thì link mình sẽ để phần mô tả video. Các bạn chỉ việc truy cập vào đường link nè. Đó các bạn sẽ tải cái toolfit này về. Rồi, sau khi tải về xong thì bạn sẽ giải nén ra nha. Đó mình sẽ mở cái file vừa tải về ra nè. Đó các bạn sẽ list file chuột. Rồi chọn WinRAR nè. SSU nè. Đó, các bạn sẽ chạy cái file nè. Registry nè. Các bạn sẽ list up vào. Đó, nó hiển thị thông báo thì bạn sẽ chọn Yes. Rồi, chọn Yes luôn nha các bạn. Ok. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ restart lại máy tính nha. Cho máy tính khởi động lại nha. Rồi, sau khi các bạn khởi động máy lại thì... các bạn sẽ vào lại cái ở đây mình đang điều khiển từ xa nha các bạn, cho nên là mình sẽ vào Ultra View lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ mở file lên, các bạn sẽ in lại xem có được hay không nha. Rồi mình cũng vào file nè, mình chọn print nè. Đó, các bạn sẽ chọn OK để in nha. Rồi, ở đây nó báo Ready to Ring là OK rồi nha các bạn. Như vậy là mình đã fix lỗi thành công rồi nha. Đó. Ready to Ring nè. Đó, mình ở đây mình nhắn tin cho bạn đó nè. Đó, thì bạn đó đang trả lời đó. Tin được rồi nha bạn. Đó, như vậy là mình đã fix lỗi thành công rồi nha. Rất là đơn giản nha bạn. Đó, thì hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn có thể tự khắc phục được những cái lỗi kết nối máy in không nhận cáp. Đó, thì hy vọng cái video này sẽ giúp các bạn có thể tự khắc phục tại nhà được luôn nha các bạn. Đó, một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.